Video số 3 trong series Binance 101, mình sẽ nói về tổng quan về giao diện của sàn Binance ha. Thì đây là một cái video khá là cơ bản cho những người mới thôi, chứ những anh em nào mà đã tham gia trading một thời gian rồi thì có mình nghĩ là cũng không, cái video này cũng không quá là bổ ích. Thì trước khi đi vào nội dung video thì mình muốn cập nhật một chút, đó là cái đường link Telegram cá nhân của mình là t.me/vina91 ha, và cái đường link channel thì ở hai cái video trước á, một lỗi edit một chút đó là thiếu cái dấu ship gạch này, thì video này mình sẽ cập nhật lại ha, là LVN có nghĩa là viết tắt tên của mình là Live Việt Nam Ship và Trading thì nó mới đúng, mới vào được cái link channel ha. Thì channel của mình cũng chỉ cập nhật những cái tin tức mà mình cảm thấy là bổ ích dành cho anh em theo dõi thôi, chứ không phải là một cái channel đưa ra tín hiệu hay là FOMO bất kỳ một cái gì, hay là khoe tiền khoe bạc gì hết ha. Một cái mình nghĩ là một cái kênh để chia sẻ kiến thức thôi, và mình cũng không có nhóm chat ha, vì mình cũng không thích chat lắm, khá là phiền phức. Rồi mình sẽ đi vào cái tổng quan giao diện. Và mình cũng lưu ý ha, mình sẽ không nói về tất cả những cái giao diện mà có trên Binance ha, vì rất là nhiều. Mình chỉ nói những cái mà anh em thực sự là thao tác mỗi ngày thôi. Đấy. Thì đầu tiên, đối với những cái giao diện cơ bản thì anh em vào chỗ phần giao dịch này. Thì có hai cái giao diện là đơn giản và nâng cao. Cá nhân mình thì mình thích ở một cái giao diện đơn giản hơn. Anh còn anh em có thích nâng cao thì anh em có thể demo bên nâng cao. Nâng cao thì nó có thêm cái đường link là layout bằng Pro. Còn cơ bản thì là layout bằng Basic. Mình thích cái phần Basic, vậy tìm kiếm những cái cặp coin này mình không phải mất thêm một cái thao tác. Ví dụ bên Pro này mình muốn tìm thay đổi những cái cặp á, thì mình phải bắt buộc phải bấm ở đây này. Đấy, rồi mình phải gõ thì nó sẽ mất một công đoạn hơn. Bên này thì mình chỉ cần bấm ở đây thôi. Đấy. Rồi khoan ha, trong này á thì anh em chỉ cần để ý là đây là cái biểu đồ nến này. Đấy. Đây là các cặp mà cái cặp tiền mà anh em giao dịch. Ngoài ra thì đây là cái sổ lệnh, anh em cũng không cần để ý lắm đâu ha. Bên này cái dưới này cái thị trường giao dịch này anh em cũng không cần để ý lắm, bỏ qua giúp mình. Và ở dưới đây là cái phần mà anh em đặt lệnh, gồm có lệnh mua này, lệnh bán này, có spot, cross hay là isolate. Thì mình sẽ nói riêng ở một cái video riêng là cross margin là như thế nào và isolate margin là như thế nào. Ngoài ra thì cũng sẽ có một cái video riêng giới thiệu cho anh em về các loại lệnh như là lệnh limit, gọi là giới hạn, hay là thị trường như thế nào, lệnh stop limit như thế nào. Đấy. Trong stop limit thì có lệnh OCO như thế nào. Thì mình sẽ nói riêng một cái video để tránh bị dài. Đây là cái khung đặt lệnh. Ngoài ra thì tiếp theo ở phía dưới sẽ có là những cái giao dịch đang chờ khớp lệnh này, những cái lịch sử lệnh, ngoài anh em có thể check theo ngày, theo tuần, đấy, theo tháng hoặc theo quý. Rồi lịch sử giao dịch, đấy, anh em cũng có thể check theo ngày, tuần, tháng. Và cái quỹ này thì mình cũng quỹ là cái tổng số dư đây. Thì đây là đối với cái giao dịch spot ha, hoặc là margin. Margin thì anh em có thể bấm vào đây để giao dịch luôn. Còn đối với cái giao diện của future thì anh em chọn phái sinh nè. Đấy, và anh em bấm vào cái hợp đồng USD. Thì future như thế nào mình cũng sẽ nói riêng một cái video ha. Thì nó cũng không khác lắm. Ở đây anh em dùng đòn bẩy thôi. Em sẽ chọn được, bấm vào đây nè. Anh em sẽ chọn được là chế độ cross hay là isolate. Thì mình sẽ nói một video riêng. Anh em cũng không nên tò mò quá sớm. Đây là anh em chọn đòn bẩy ít, ít bao nhiêu. Thì hiểu đơn giản đòn bẩy là anh em, ví dụ anh em có một 1.000 đô và anh em muốn đánh 10.000 đô thì anh em chọn là 7x 10 vậy thôi. Anh em thua thì cũng thua nhanh gấp 10, mà ăn thì cũng ăn nhanh gấp 10, đó cái rủi ro rất cao. Thay đổi các cặp thì anh em chọn ở đây đấy, và anh em thay đổi. Tiếp theo đây là con sổ lệnh, đây là phần giao dịch, thì anh em có tắt đi cũng được nè, kéo xuống nhỏ rộng này đấy, cá nhân mình vậy. Đây là bên này cái phần đặt lệnh nè, anh em có thể long, anh em có thể short, cũng là các loại lệnh như ở đây. Tiếp theo bên dưới là những cái vị thế của anh em, ví dụ như mình đang có một cái vị thế long US ETH ha, đang có lời, nói thẳng ra là lời 200% với mức lời đang là 520 đô. Những cái này thì mình sẽ nói riêng ở một cái video về giao dịch future ha. Rồi. Tiếp theo đó là tổng quan, mình sẽ nói về các cặp giao dịch. Đấy, gồm có là thường nó sẽ có là USDT nè, BTC, ETH hoặc BNB. Hiểu cách đơn giản là những cặp USDT thì anh em dùng USDT để anh em mua con đó. Ví dụ anh em muốn giao dịch DOT USDT thì anh em phải dùng USDT để anh em mua ha. Rồi, anh em chọn cặp BTC thì anh em phải dùng đồng BTC để anh em mua những cái con này ha. Đấy. Tương tự với những cái đồng con đồng ETH hay là BNB gì đó. Thì thường những người mới sẽ hỏi là nên chọn cặp giao dịch nào. Thì một lời khuyên của mình ha, anh em mới anh em cứ chọn giao dịch USDT trước cho mình, an toàn, USDT là an toàn nhất.
Còn một thời gian anh em ăn nằm với thị trường, hiểu trường hơn, thì lúc đó anh em sẽ biết là lúc nào nên mua bằng BTC và lúc nào là nên đổi tất cả qua USDT. Cần thời gian để mà anh em trải nghiệm với nó, sống với nó. Rồi anh em ngoài ra anh em có thể chọn theo là volume này, hay là biến động giá, hay là những cái yêu thích, thì mình sẽ nói nhanh hơn. Ví dụ giờ mình chọn, thường là mình sẽ chọn USDT này, mình sẽ chọn qua phần volume này. Ở đây nó sẽ thể hiện được là những cái, bấm vào cái volume một lần nữa ha, thì nó sẽ hiện là những cái đồng mà có khối lượng giao dịch bằng USDT lớn nhất. Đấy, như anh em thấy đồng BTC là có khối lượng giao dịch là gần 3,5 triệu đô ha. Tiếp theo là One In đang có khối lượng giao dịch là 100 triệu đô. AV à, sao đây nó không xếp sắp xếp theo thứ tự ra. À đây rồi, sắp xếp theo thứ tự rồi. BTC là giao dịch gần 3 triệu rưỡi đô ha. ETH là 2 triệu 6. Một cái đồng Dogecoin giao dịch 1,5 triệu đô. Đấy. Ngoài ra thì khi mà anh em bấm vào một cái đồng coin á, một cái cặp giao dịch nha, một cặp giao dịch BTC USDT, thì ở trên này anh em cũng sẽ thấy nữa ha. Biến động giá 24 giờ là 24 giờ qua đã tăng 4,5% nè. Trong đó là giá cao nhất của 24 giờ là 38.700. Giá thấp nhất 24 giờ là 35.700. Đấy. Khối lượng giao dịch tính theo BTC là 92.400 BTC và khối lượng giao dịch theo USDT là gần 3,5 triệu đô la ha. Đó là những cái cặp giao dịch. Rồi, ngoài ra anh em có thể chọn theo là những cái biến động, thì anh em bấm vào phần thay đổi nè. Thì anh em sẽ biết được là cái đồng nào biến động nhiều nhất. Đó. Ví dụ như đồng này GXS USDT trong 24 giờ qua đã giảm 92%. Đấy, ngoài ra anh em bấm thêm một lần nữa vào biến động thì nó sẽ thấy là cái đồng lít này đã tăng tới 17 lần, 1.700%. Cái đồng này vừa mới lên sàn luôn. Đó, rất là khủng ha. Ai mà mua từ đây lên đây là lời hay. X20 tài khoản, khá là ảo. Đó là cách mà anh em chọn những đồng coin biến động, tăng giá hoặc là giảm giá thấp nhất trong ngày. Rồi, những đồng coin mà anh em yêu thích á, ví dụ như mình bấm qua lại đây volume này. Đấy, mình thích cặp bit. Ví dụ mình thích cặp Dot đi thì anh em bấm vào dấu sao này. Đó, thì anh em lại bấm qua cái phần dấu sao này, nó sẽ thị được cái cặp mà anh em đã yêu thích ở đây. Anh em muốn bỏ yêu thích thì anh em chỉ cần tắt dấu sao đi là mất đi. Đó. Là anh em chọn được những cái, theo dõi được những cái cặp giao dịch mà anh em yêu thích. Rồi. Tiếp theo là phần lịch sử lệnh thì mình nói ra ở dưới rồi. Chỉ báo kỹ thuật thì đây. Chỉ báo kỹ thuật thì anh em bắt buộc phải học thêm là phân tích kỹ thuật ha. Còn ở trong biểu đồ của Binance thì anh em thêm chỉ báo kỹ thuật bằng cách bấm vào đây. Đấy, thì gõ tên những chỉ báo kỹ thuật, ví dụ như mình muốn thêm khối lượng thì mình gõ chữ khối ra thôi. Đấy. Rồi, mình tắt khối lượng đi vì mình có cái volume này rồi, mình không muốn nó hiển thị ra. Mình thích một cái biểu đồ màu đen, nó đơn giản như vậy vì mình ngồi máy tính rất là nhiều, màu đen thì nó dịu cái mắt mình, và mình cũng không thích có những cái khung khung trên này và nhiều chỉ báo kỹ thuật à. Mình thích nhìn cái biểu đồ nó trần trụi như vậy thôi. Tiếp, chỉnh sửa giao diện biểu đồ thì đây anh em bấm nó ra lại ha, và anh em bấm vào cái bánh răng này, anh em có thể chọn đó, sửa lại màu nến, hình nền này. Ví dụ đường lưỡi dọc, đường lưỡi ngang, thường mặc định nó sẽ có hai cái đường lưỡi này ha. Mình thì mình không thích nhìn nó khá là rối mắt nên mình sẽ tắt đi. Anh em bấm lưu lại là xong, và anh em chọn những cái mà anh em cảm thấy anh em yêu thích là được rồi, không bắt buộc là phải giống ai ha, làm sao cho anh em thoải mái nhất là được. Anh em có thể phóng to biểu đồ ở đây. À, anh em lưu ý ha, thường những người mới mặc định nó sẽ ra cái biểu đồ gốc này, chỗ chữ gốc này nó rất là xấu ha. Đấy, và nó không có thân thiện gì cả. Anh em nên bấm vào trade view ha. Bên này cái chi tiết thì nó liên quan đến cái từ mua bán, nó cũng rất là khó hiểu, anh em cũng không cần quan tâm đây làm gì. Rồi, bấm vào lại trade view phóng to. Đấy. Tiếp theo thêm chữ bé kỹ thuật rồi, chọn những công cụ vẽ yêu thích. Công cụ vẽ yêu thích thì nó nằm bên này nè. Đấy. Anh em có thể chọn, ví dụ thích anh em thích sử dụng nhiều cái đường xu hướng này á, thì anh em bấm vào dấu sao này, thì những cái chỉ báo yêu thích nó sẽ nằm ở này. Đấy. Thay vì anh em tìm ở đây, anh em tìm xem đây Fibonacci nằm ở đâu thì anh em chọn đây. Đấy, anh em bấm Fibonacci cho nó nhanh, kiểu kiểu như vậy ha. Đó. Rồi chỉnh sửa từng cái chỉ báo kỹ thuật riêng á, thì anh em có thể bấm vào bánh răng này. Mình thích, ví dụ như mình thích cái Fibonacci này chỉ có một màu thôi, mình sẽ sử dụng một màu này. Mình tắt cái mức giá đi. Đấy. Rồi mình tắt cái đường, những cái đường nhỏ đi, vậy nhìn nó đơn giản hơn đúng không? Mình chỉ để lại đường 0.5 với đường 0.618 thôi. Đó là cách chỉnh sửa về biểu đồ
chỉ báo kỹ thuật các kiểu. Rồi, tổng quan về giao diện nó khá đơn giản là như vậy. Chỉ cần là anh em phải thao tác nhiều, thực hành nhiều với nó, nghiêm túc với nó thì anh em sẽ hiểu hơn thôi. Và hẹn anh em ở những video sau. Anh em nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để mình có động lực ra thêm video cho anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em lưu ý là hai cái đường link Telegram cá nhân và cái channel anh em cập nhật ở giúp mình ha. Hẹn anh em ở video sau.